10 tỷ đồng về tay golfer Trần Huy Cường. Cộng đồng golf Việt Nam ví von golfer Trần Huy Cường là golfer may mắn nhất năm 2019, bởi golfer này chính là người đã chinh phục thành công HIO có giá trị nhất năm 2019 bằng cú đánh thành công ở hố 11 từ khoảng cách 161 yards tại giải Bamboo Airways 18 Tour nam Mừng, 2019 diễn ra tại sân FLC Gold Linh Samson, Phần thưởng cho HIO mà golfer may mắn Trần Huy Cường giành được có giá trị 10 tỷ đồng, gồm 4 xế sang, 500 triệu tiền mặt và hàng loạt phần thưởng giá trị của từ các mạnh thường quân như chủ giải tập đoàn FLC và nhà tài trợ khác. Sau khi thắng HIO, ngày mùng 9 tháng 1 tại Hà Nội, golfer Trần Huy Cương đã chính thức nhận toàn bộ giải thưởng 10 tỷ đồng từ cú HIO xuất sắc này. Giám đốc FLC Biscom Đỗ Việt Hùng cho biết, giải đấu mà golfer Trần Huy Cương thắng HIO chính là sự kiện mừng sinh nhật 18 của tập đoàn FLC. Vì vậy, niềm vui càng nhân lên khi có golfer chúng HIO khủng. Trong khi đó, golfer Trần Huy Cương bày tỏ niềm vui mừng khi được trao tận tay những giải thưởng giá trị từ ban tổ chức giải đấu.